Điều thứ tư đó chính là không bôi dầu dưỡng lên da đầu. Các bạn có biết không, khi mà chúng ta bôi dầu dưỡng lên da đầu mà còn ướt đó, thì tóc của chúng ta nó rất dễ bị. Năm điều tuyệt đối cấm kỵ sau khi gội đầu. Điều thứ nhất đó chính là không được chải tóc, vì tóc của chúng ta khi tiếp xúc với nước đó, rất là yếu. Điều số 2 đó chính là không được dùng nhiệt, ví dụ như là máy sấy quá nóng hoặc là những máy tạo kiểu tóc hàng ngày. Điều này nó sẽ khiến cho tóc của các bạn sẽ hư tổn đi rất là nhiều. Việc mà chúng ta thổi khí nóng vào trong tóc khi mà còn ướt sẽ tạo ra những cái hạt bong bóng nhỏ ở trong tóc và khiến cho tóc của các bạn sẽ bị gãy rụng. Điều số 3 đó chính là không lau tóc quá mạnh. Bởi vì lúc này như tôi đã nói là tóc của chúng ta cực kỳ yếu, khi mà chúng ta dùng khăn chúng ta lau mạnh chà sát lên như vậy á thì nó sẽ bị ma sát và làm cho tóc của chúng ta nó sẽ bị tổn thương. Các bạn có thể dùng khăn và thấm bớt nước một cách rất là nhẹ nhàng và chúng ta quấn khăn lên, vừa đơn giản mà vừa bảo vệ được tóc đấy nhé. Điều thứ tư đó chính là không bôi dầu dưỡng lên da đầu. Các bạn có biết không, khi mà chúng ta bôi dầu dưỡng lên da đầu mà còn ướt á thì tóc của chúng ta nó rất dễ bị bết rích và rất dễ bị ngứa da đầu, vì cái thành phần dầu nó khiến cho bị bít tắc cái lỗ chân lông. Và điều cuối cùng là sau khi chúng ta thực hiện tất cả những bước trên rồi, khi mà tóc của chúng ta đã khô, các bạn sẽ chải tóc. Lưu ý là chúng ta sẽ không dùng lược quá dày răng cưa nhé, vì việc sử dụng cái lược mà nó quá dày răng cưa như vậy nó sẽ khiến cho mái tóc của các bạn rất dễ bị đứt gãy và nó không tốt cho tóc. Hy vọng rằng là những chia sẻ trên đây sẽ giúp cho các bạn có được những cái thông tin để chăm sóc tóc được tốt hơn và sẽ thật là ý nghĩa và giúp đỡ được rất là nhiều người ở ngoài kia bảo vệ sức khỏe của mình nếu như các bạn chia sẻ video này. Dược sĩ Nguyễn Thúy cùng gia đình bạn chăm sóc sức khỏe chủ động. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.